ta phải được. Ok, xin chào tất cả các bạn. Đây là mình đêm rồi, 2:30 sáng. Không còn hứng chơi game. Thì có rất là nhiều inbox mấy fanpage và inbox của mình mấy ngày vừa rồi kêu là xem cái em gái mưa của Linka đi. Thì mình có xem qua qua để cho nó đỡ mất cái cảm xúc thật đầu đầu tiên ấy. Thì mình cảm thấy nó cũng hơi vui vui nên là mình sẽ cho các bạn xem. Cái này là không phải quảng cáo hộ, okay, cái này là thật ra thì mình cũng không biết nói là sao, đại khái chúng ta sẽ cùng xem đi cho nó có vài cái phim cảm mình không hiểu được. Đại khái là có thể là mình già rồi hay sao, nói chung là mình sẽ có rất là nhiều thứ không hiểu được. Ok, chắc các bạn biết bài này đúng không? Chắc các bạn biết bài này đúng không? Em gái mưa rất là nổi tiếng của Hương Tràm. Mình thì mình không thích bài ấy lắm, mình cũng không hiểu nó hay chỗ nào cả. Nói chung là mấy cái cute phô mai que thì mình không có cảm xúc lắm. Đại khái cái kiểu ngồi ở trên cái quần què đấy, cái gọi là cái gì ta, cái đung đưa hay là cái bập bênh cái gì ấy, xong đẩy đẩy thế. Giờ mình cũng biết là kể cả người yêu mình giờ ngồi chắc mình dùng chân mình đạp đạp mấy cái cho nó lắc lắc xong rồi mình... ok somehow ok ok mình pau lộn lúc mà bạn đang nhắm. Ok để này có vẻ ok mình thật sự là mình thấy nhiều bạn hay chê bai rồi hay kiểu nhận xét rồi hay kiểu có comment rồi hay kiểu này nọ nọ trai rồi kiểu các thứ nói chung là đại khái về Linh Chi ở đâu à, đây là cái gì? Linh ca chibi cái gì ấy, có bạn nữa, bạn ở bạn này Linh ca ấy, nhưng mà hay nói này kia, nhưng mình thì thật sự mình ít khi xem cái movie của bạn này bởi vì mình không thấy không có gì đặc sắc cả. Cho đến cái movie này tại sao mình làm reaction, bởi vì là mình không biết bạn này bao nhiêu tuổi. Mình nói thật, mình không biết bạn này bao nhiêu tuổi, nhưng bạn ấy cố gắng trang điểm để trẻ hơn hay già đi hay như thế nào thì mình không 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 rõ. Cái chấm chấm này ấy, mình giống như là bị tàn nhang ấy. Người ta thì đi đốt hết cho nó hết tàn nhang, còn bạn này bạn chấm chấm cái gì lên thì mình không rõ lắm là cái chấm chấm thế là để cho nó kiểu phá cách đi hay là như thế nào thì mình cũng không biết, mình không giỏi lắm về make up nhưng mình thấy nó không hiểu là trẻ đi hay già đi hay là trẻ lên hay già đi cái gì đó, mình không biết. Hình như là cổ có cái mụn ruồi, ông có để ý không, cái cổ cái chấm cổ mụn ruồi này đấy. Còn đâu đeo khuyên tai thì to như thế dễ bị trễ, bị chảy cái ở trên dân tộc người ta hay đeo mấy cái bị chảy cả cái giấy tai xuống ấy. Đeo đúng to không biết bằng thật hay bằng giả. Tóc tai thì hơi bù xù, không biết là make up có thể chải cho nó kỹ ra không. Đại khái là trông cũng tay. Đây là một cái bể bơi của một cái chung cư ở đó và bên này thuê vào lúc ban đêm phải không, để không ai đi tắm cả. Có cái xào, hình như cái xào để vớt rác hay sao, có cái xào đỏ đỏ. Ok, đây đây là lúc mà cái lý do mà mình quyết định, đây đây chính là cái lúc mà mình xem cái cảnh này và đây là lúc mà mình muốn làm cái reaction hay là muốn làm mình chia sẻ. Cái các bạn hiểu không, khi mà mình là một người rất là không thích những thứ kiểu sắp đặt hay là kiểu diễn của... mình từ bé đến lớn mình không biết là các bạn có không, từ bé đến lớn mình chưa bao giờ ngồi uống cà phê hay là chơi điện tử hay hay là bất kỳ một cái gì đi mà có gái ngồi nhìn mình xong mình tự mỉm cười xong mình kiểu kiểu cố gắng cú te phô mai que thì mình không biết là cái này ngoài đời thật nó có xảy ra không, bởi vì mình chưa bao giờ nhìn thấy. Kể cả như là mấy cái coffee house hay là mấy cái Starbucks, mình ra đấy mình ngồi uống cà phê mấy lần mình cũng đéo thấy đôi nào nó ngồi nó kiểu đéo có được. Con gái thì cười và muốn chắc muốn ỉa mẹ ra luôn, còn thằng con trai thì kiểu đíp xịt vãi cứt ra kiểu mày có thể uống chai ngay để bố về không, mình chả thấy. Ok đại khái là ok, có thể đây là cái mình không hiểu được là có thật hay không và mình cảm thấy nó kiểu diễn quá đi, kiểu nó chả có cái tí sự thật nào này. Đại khái là như vậy, xong cười cười mình đây là mình không biết thật sự, đây là lý do vì sao mà mình rất là muốn hỏi các bạn luôn. Ok well ok chúng ta sẽ tiếp tục xem tiếp. Rồi bây giờ deep seat đó kiểu bây giờ đang deep đoạn này thì rồi ok tiếp tục. Có bất kỳ một đứa con gái nào mà đứng ở cái chỗ đồng không mông quạnh kia xa xa, chắc là cái khế hay cái đéo gì ấy, ok tối như là cái chị dậu, thì tôi hỏi có đứa con gái nào chịu ra đây đứng không ấy, chứ đừng nói chờ trai. Ok tôi biết là húng chó chờ trai thì chờ đâu, con đời không có bạn. Thế thì ai đưa đến đây, cái thằng rủ nó đến đây thì chẳng đưa rủ đến đây để làm cái gì, cái đường không một bóng người, ok có đúng một cái đèn đường cũng không biết là cái đường này có đóng tiền điện hay không, có đúng một cái đèn đường chiếu xuống đúng cái chỗ đứng, ok cũng cũng kiểu kiểu cố. Tôi hiểu được rằng là clip thì nó phải cố gắng làm để cho nó kiểu kiểu
các bạn hiểu không, kiểu tình cảm lên nó có mục đích để cho nó tình yêu và nó phải thăng hoa để ABC Z. Các bạn ít ra là như phim Hàn Quốc ấy, có một cái ánh đèn leo lắt nhưng mà ít ra nó là khu 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 nhà hiểu không, khu người ở, nó còn hợp lý. Còn đây là cái đéo thì đằng sau ấy, giống như là cái hoa kết lợn ở bên bên trái này, giống y hoa kết lợn ở ở ruộng ở quê tôi có này. Tôi không hiểu được, đây không phải chê bai nhé, chỉ là đây, thật sự là mình không ít, thật sự là mình rất ít khi xem movie clip của Việt Nam vì nó nhiều cái mình không hiểu luôn đó. Mình cũng có là mình không phải là người nghệ thuật, mình không phải. Xong, ok, xong. Bỗng dưng một thằng không biết là người yêu hay là cái gì ấy, quần què, tự dưng mặc áo trắng sọc đen đi, quần thì không biết là quần gì, đại khái là quần đen sọc trắng, đi đôi giày thì không không biết là đen hay trắng, cầm một cái ô cũng là có vẻ là màu đen nhưng mà hất nắng hất hất ánh sáng trông giống màu trắng. Nó thì mẹ kiểu đi mà mầm tới xong rồi cầm ô, thế đéo biết con gái con trai, BD là lesbian, đang đứng ở khúc đường này không có thằng nào đấy, là tôi chỉ có chạy đi mẹ, một là kêu hiếp dâm, hai là cướp ăn trộm, không có thằng nào đi mẹ, kiểu kể cả là người quen đi chăng nữa ông đéo gặp kiểu này. Tôi nói thiệt luôn, đi kiểu gì sao mày kiểu có hôn không, có hôn không, cũng không hiểu là có giận nhau hay như nào, ok như nào tôi cũng chưa hiểu lắm, tôi cũng không hiểu là ý. Ok, cái đoạn này là diễn của ca sĩ hiểu chất vô tệ, mình cũng diễn đi hè đi đấy, lo lắm. Ok, hang on right here. Đi về, đây là một cái sân tennis nữa, trong cái lúc có lẽ là trời buổi buổi trưa không ai thuê đánh cả thì có thể là đội này ra quay, ok không sao cả, cái điều này hiểu được. Đèn kia không mở chắc là vậy là buổi tối cũng là ở cái khu này, ở mé mé bên trái hoặc mé mé bên phải này. Ồ, đúng rồi, thế thì chứng tỏ là quay cái cảnh kia là ở tối nhưng mà cũng gần cái sân tennis này. Các ông để ý mà xem cái bụi cây mẹ hoa kết lợn, cái giống hệt cái bụi cây ở cảnh trước, mà có thể là cái đèn kia chính là không phải đèn đường các bạn, đây là đèn của sân tennis. À, tôi giáp nối được lại rồi, vậy là cùng một chỗ. Nhưng mà có một cái buồn cười này, tôi không biết là đây là Ninh Bình hay là Sầm Sơn, Đồ Sơn hay chỗ nào, đại khái có cái núi xong rồi có một cái sân tennis. Thì trời thì đang rất là nắng, các ông hiểu không? Rồi có ông nào. Không phải đây, cảm ơn đại giáo ơi. Có hiểu quá là nó là bây giờ nhất trời thì nắng vãi đái, không hiểu không? Trời thì nắng giữa trưa nắng vãi đái, nắng đúng đổ đúng 12 giờ trưa, nó góc góc trách trách của cái bóng kia khoảng 12 rưỡi 1 giờ đi. Mặc thì váy à hay là quần tôi cũng không rõ lắm, đây là váy hay quần, đại khái là cái kiểu lưng lửng hiểu không? Áo ở trên thì có thể là áo phông cái gì tôi cũng đéo hiểu, đại khái tóc thì bù xù, đội một cái mũ chắc mũ len ở cái thời Moscow mùa đông lạnh nhất luôn, choàng thêm một cái áo choàng, tôi nghĩ cái áo choàng để cho bà nội tôi mặc, thì thi thoảng tôi còn thấy bà nội tôi có một cái áo choàng to như này thường xuyên mùa đông mà lôi ra mặc, chạm phải chạm đất phải không, cỡ chạm đất thì tôi cũng không hình dung được ra là đây là mùa đông mùa hè hay là muốn thể hiện là cô gái đang cô đơn hay là giữa sân tennis, thì kiểu như là tôi điên tình quá rồi, tôi không có gì làm nữa cả, thì thôi diện quần áo mùa đông ở trên một cái sân tennis ở trời mùa hè và giữa trưa, ở xa xa là núi đồi xung quanh, đại khái là nết thơ lên tình gì đó. Ok, tôi biết cái ý nghĩa của cái cảnh quay là gì. Ok, chúng ta xem tiếp. Tôi chưa xem qua cái đoạn này. Ok, áo có vẻ như là tôn ngực lên để trông cho nó vẻ có vẻ hờ hững gì đấy. Rồi, ok, diễn. Ok. Buông hết tất cả thôi, đẩy ra, bờ môi luôn. Đấy, deep seat nhìn máy quay. Ok. Tôi nói không biết, tôi nói có sợ, tôi chưa xem cái cảnh này nhưng mà đang ở giữa một chỗ đồng công mông quạnh cũng không thấy có một giọt mưa nào, các ông có thấy có giọt mưa nào? Các ông có thấy cái giọt mưa nào ở trên này? Tôi hỏi nghiêm túc, các ông có thấy cái giọt mưa nào? Cây cối thì còn nguyên, không thấy rung động, không gió, không mưa. Xung quanh thì tối đen như mực kìa không? Cây khế thì lung lay, nhà cửa thì không có. Một đứa gái đứng ở giữa thì phải cái cây đèn rọi xuống. Ok, mặc đồ trắng, bỗng dưng có một thằng mặc đồ áo trắng sọc đen rồi, quần đen sọc trắng, đi giày bi tít gì đấy. Cầm cái ô chạy đến, kéo qua này chạy, con kia cũng đi phải dắt tay cũng chạy, cũng cầm ô. Thế thì cầm cái ô để làm gì? Cái ô này rõ ràng là mình chạy chậm hơn cô ông nào, chạy mưa mà tội ô gió thổi chắc muốn bay nóc mẹ luôn. Thế này là đi đâu làm gì, hai người này có quen nhau không? Nếu như mà tình yêu thì tại sao lại hẹn ra đây xong rồi chạy? Thế là kiểu gì, thế tại sao cô này lại phải đứng dưới mưa? Không biết là gió
cảm xúc với nghệ thuật hay là như thế nào, tôi không hình dung được không? Hát thì tôi không biết là có hay không, đại khái là tôi thấy cũng rồi. Ok, sau khi đứng ở dưới sân tennis khoảng tầm 30 phút cảnh quay gì đấy thì bạn này quyết định là đứng thôi chưa đủ thể hiện độ điên tình là nằm mẹ nó ra giữa cái sân tennis, bởi vì người ta đã kẻ sẵn rồi, vậy thì cứ ra giữa cái chỗ đấy dòng kẻ này nằm thả hai tay áo sau khi cởi, thấy chưa đủ độ điên hay là chưa đủ độ gọi là máu lửa cho tình, hiểu không? Điên tình ấy chứ không phải là điên khùng nhá, là phải cột mẹ nó lại, hiểu không nằm giữa sân luôn. Rồi ok, cảnh quay tiếp tục. Đây là flycam cao lên nữa, cái trách góc này là từ 1:30 bây giờ quay đến tầm 3 giờ này mới được ra đầm này, các ông thấy không? Đúng rồi, thế thì đúng rồi, không nhìn cái đường bên trái không? Đúng mấy kỳ khế rồi, đúng mấy kỳ... Tôi nói đi, mà quay đúng ở chỗ này rồi, chứng tỏ là vậy là đội này làm cách nào đấy, somehow là rủ nhau ra sân tennis lúc 12 giờ đêm. Hiểu không? Xong rồi tự trời mưa, thế thì chạy về đâu chú bây giờ? Ok, somehow, tôi cũng không hiểu. Rồi ok. Hết đứng ở sân tennis không được, nằm ở giữa sân tennis không được, quyết định là ra ngồi dựa con mẹ nó vào cái gọi là hàng rào dây kẽm gai. Ok, là để cảm nhận là để sân tennis này từ đứng ngồi đứng nằm bây giờ là ngồi. Ok ok rồi, somehow đêm bỗng dưng chạy đến kéo này đi, đi vào một chỗ ở đấy, và buổi sáng thì bạn này đang ở cái gọi là mô típ mặc áo Moscow đứng giữa trời Hà Nội giữa hè, thì ông này lại chơi quả quần trắng áo từ sọc đen sọc gọi là trắng đen bây giờ trổi thành xanh đen, đội con mũ bây giờ là màu đen luôn. Ok, chân cả hai người cùng trắng, đi giày. Rồi, ok, xong rồi lại quay trở lại cái cảnh quay, lại tiếp tục cái bộ gọi là đen trắng Juventus này. Xong rồi sắn ở trong bể bơi, tôi chưa hiểu là trong bể bơi sắn làm gì, trong cởi mẹ ra nhảy, mặc đồ bơi nhảy ra ngoài. Tôi không hiểu được, đứng trong bể bơi sắn làm gì thế? Rồi, đang deep seed cái cảnh này tôi hiểu được, tôi nhìn đấy. Rồi chạy đâu đây? Câu hỏi chúng ta đặt từ đầu vẫn là cái mấy cây khế này, tôi biết là bên phải là sân tennis, chắc chắn là bên phải là sân tennis luôn. Trời thì tạnh mưa, nhưng tôi thấy rõ ràng không có tí nào gọi là cái... Rồi, bắt đầu deep seed, nhìn cây... Rồi, deep seed, đang cố gắng nhìn máy quay, đạo diễn đang bảo nhìn ra đây em ơi. Rồi, vâng, đéo kịp nhìn rồi. Sao đéo đẩy mạnh một cái cho nó tự động nhá? Tại sao lại phải kéo qua kéo lại? Có ông nào chơi trò thật sự không, là người ta đẩy mạnh một cái để nó tự ấy chứ chả qua kiểu. Ok, deep seed. Ok, thay đồ. Các bạn có nhìn thấy cái núi đằng sau không? Vậy là sau khi là gọi là đứng nằm ngồi tất cả kiểu nóng quá chịu đéo nổi, thấy tóc kiểu bết có vẻ vào trán đâu, các bạn nhìn thấy không? Tóc kiểu bết vào trán chịu đéo nổi rồi, quyết định là ok thay đồ. Ok, bây giờ là đổi từ đồ mùa hè sang đồ mùa thu. Vậy là theo gọi là tình yêu theo năm tháng, mùa hè nóng chết mẹ đéo chịu nổi. Ok, đổi sang đồ mùa thu rồi, máy mặc đây là cái là váy đầm bà chửa gì đây này. Ok, trông mặt cũng hơi mệt rồi, quay này đến gần tầm chiều rồi này, nắng dịu rồi. Diễn cái này thì đéo hiểu, kiểu ôm, cái này thì hiểu này. Càng ôm thắng em phải câu lại nhớ đau. Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi. Cố gắng nâng kính đúng kiểu virus cool ngầu đấy mà. Đạo diễn quay về màn hình, quay nhìn màn hình nhưng đéo biết làm gì. Lại vẫn là cái đoạn đấy không ạ? Cái bộ này đang ở đâu? Cái này là nhân viên trong sân tennis à? Tôi nghĩ đây là hai đứa trong sân tennis đó, gì làm không có khách đâu ạ. Tầm trưa với tầm tối ở lại bảo vệ sân, không có gì làm cả, đuổi nhau chơi cho nó vui. Rồi ngày trước là có người đẩy, bây giờ đéo ai đẩy cả, tự dùng chân đẩy. Đương nhiên thôi, anh cũng thế mà, mấy chơi đung đưa này không ai đẩy là phải tự dùng chân đẩy mà. Rồi buốt lạnh thì phải cảnh nó quậy quậy mẹ. Đúng tôi thề đâu, đúng kiểu chạy kiểm tra sân buổi sáng luôn. Cái khung cảnh bể bơi thì tôi chưa hiểu, cái khung cảnh bể bơi nó thể hiện cái gì chứ? Có ông nào giỏi nghệ thuật đây là kiểu biết được tí, kiểu phân tích cho tôi là cái cảnh bể bơi này nó khoe là đùi trắng ở trên nước thì trông nó có vẻ bồng bềnh mát rượi, hay là tất màu trắng đúng không, chất trắng còn chấm hình như là hình trái tim đỏ đỏ gì đấy, giày cũng trắng cái kìa đấy, đeo đồng hồ thì cái gì đấy hình như là có loại đồng hồ Casio tôi hay đeo hồi tiểu học đây này đấy. Sau khi sắn tay xong thì lại tiếp tục đi trên bể bơi nói chuyện. Thế tại sao phải sẵn tay ra?
đang chỉ thôi anh cứ giữ lại tí cho em ấy ngồi tí cho mát hiểu không, tự dưng hiểu không, sau một hồi đi nóng quá ra đây ngồi cho nó mát chứ còn gì nữa. Đúng không kia, đúng rồi, đúng cái khúc này rồi. Dòng tố là như nào? Rồi vậy là sau một hồi chạy đuổi nhau mệt quá đéo còn gì làm nữa hiểu không, ạc à, vẫn hiểu không, bắt đầu nằm thôi, mệt quá rồi. Buốt lạnh là như này à? Ok. Sau bắt đầu lại vẫn mẹ có cái bộ này, ông này ông sắn tay từ bể bơi cho đến mẹ sân tennis, sân bóng rổ, chạy vượt, bây giờ vào quán cà phê có đúng bộ Juventus này. Đi đấy. Hết hết hết, deep seat, nhìn camera rồi, Deep seat rồi, đeo kính deep seat đấy, đẩy mình đẩy, sao mình đẩy trông nó không deep seat thì thế nhỉ, thế tôi đẩy có không thì có deep seat không chất không rồi. Ok hết à, ok thì đấy là cái thật sự mình cũng không hiểu được ý nghĩa của cái video lắm là tại sao phải chạy từ bể bơi cho đến, hình như là cái, đây là cái, hay là cái khu này là khu kiểu tập thể dục thể thao nhỉ, xong rồi hai bạn này là hai bạn nhân viên ở đấy không có tình cảm với nhau. Qua là những cái việc ví dụ như là bạn này đang 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 đi kiểm tra sân thì trời mưa hiểu không, đứa sợ quá không có gì làm cả, thế bạn này mới mang ô ra thì hai từ đấy hai người có tình cảm với nhau thì lúc sau đấy thì vào bể bơi, bạn này có phải là ướt áo ướt quần gì đấy bạn kia săn sắn hộ, sau đó thì sáng ngày hôm sau hai người cảm thấy là có thể nói chuyện vui vẻ nhiều hơn nên hai bạn quyết định là đi kiểm tra sân cùng với nhau. Thế là kiểm tra sân một hồi nóng quá không biết làm gì làm cả, bạn gái thì muốn thể hiện cái sự gọi là tình yêu rất là thăng hoa, bạn nằm mẹ ra sân tennis, sau đó thì ra ngồi dựa ở cái bờ bờ dây kẽm dây ai đấy. Sau một hồi như thế thì bạn trai cũng phát hiện ra tình cảm của bạn nữ thì hai bạn cùng chạy việt dã một một vòng sân nữa, cảm thấy mệt quá thế là nằm ra cái bãi cỏ, thế là hết video. Ok thì đấy là tất cả những gì mình có thể hiểu được, còn đâu bài hát thì thật sự mình cũng không hiểu lắm nên là mình không phải dựng nghệ thuật nên là well đấy là tất cả những gì mình có thể nói với các bạn sau khi mình xem cái video cái gì cháu gái mưa hay là cái gì đấy vừa rồi. Ok chúng ta sẽ sang cái khác thôi. Các bạn suy nghĩ sao? À, mình không chê nhá, mình không chê nhá, mình đây là vui vẻ thoải mái, mình còn không biết cái bài hát, mình không thích cái bài hát đấy, đấy là mình chẳng có vấn đề gì cả. Ok, thế thôi.